Xin mến chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio làm một video để giới thiệu cho các bác một sản phẩm mới của bên Tùng Nguyễn. Trước màn hình đây là một con tép vuông của dòng Pioler. Hàng này do Trung Quốc sản xuất. Dòng tép này là tép vuông anh em nhé. Họng còi nhôm. Đấy, họng còi nhôm. Và tép này thì nó là mang thương hiệu của Pioler, trở kháng 8 ôm, chuyên lắp cho các dòng loa cây. Anh em làm loa cây mà có các cái chép vuông như này thì có thể thay thế. Tép này của nó các bác để ý nhé, các bộ dàn siêu tép, rồi anh em chế thêm tép với các cái đôi tép như này này, nó nắp thêm hai cái chân sắt ở đây này, anh em vẫn chặn tụ để bán cho các anh em mấy bộ, một bộ này mấy trăm nghìn đấy các bác nhá. Còn một đôi củ tép này có giá là 450.000 bao ship. Họng còi, con này là họng còi nhôm và là tép đĩa loại đẹp nhá, thuộc vào dòng tép đĩa, nhưng mà con này Pioler đấy. Các bác nào có loa Pioler bị cháy tép là thay các cái cặp tép như này. Bây giờ em sẽ đo thông số cho các anh em xem với cái cấu hình tép Pioler này. Vì đây là dòng tép vuông nên Tùng Nguyễn cẩn thận, Tùng Nguyễn đo cho anh em để anh em cân nhắc trước khi mua. Bề ngang của dòng này thì nó là 8 phân nhá. Đấy, chép này thì nó không khác gì như các dòng chép đĩa 10 phân của Tùng Nguyễn. Và bề chéo ở đây, chép này là chép vuông anh em nhé, chép vuông họng còi nhôm. Đấy, họng còi nhôm nhá. Chép này tiếng nó lên rất là đanh tiếng. Đằng này của nó thì là chéo góc của nó là 9 phân rưỡi anh em nhá. Dòng này thì họng còi nhôm tiếng của nó rất là tốt và hay. Anh em có nhu cầu đến các dòng chép đĩa cao cấp thì liên hệ cho Tùng Nguyễn với các cấu hình tép Pioler họng còi nhôm. Bên dương là đầu quệt một ít mực đỏ này, bên âm là không có gì này. Khi các bác mua chép này thì Tùng Nguyễn sẽ tặng cho anh em một đôi cài để anh em cài về đây. Đấy, giá một cặp chép này là 450.000 bao ship toàn quốc cho anh em. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác. Các bác có nhu cầu đến dòng tép này thì liên hệ theo số điện thoại 0972 068 111. Và anh em nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ Tùng Nguyễn. Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác.